lên chưa? Ôi chết, xíu là người ta chưa thấy lên đây. Chết, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị đi tới. Chị ơi, chị đi tới làm gì? Chị cha rồi. Chị đưa cả hai tờ, chị đưa cả hai tờ. Hai tờ nữa. Ký nhầm giấy đăng ký kết hôn của người khác, nam thanh niên xanh mặt hoảng hốt vì sợ mất vợ. Kết hôn là chuyện quan trọng của đời người nên hầu như ai cũng vô cùng cẩn thận. Những cặp cô dâu chú rể đều chú trọng chuẩn bị từng chi tiết nhỏ cho đám cưới, nhất là cho công tác làm giấy tờ, thủ tục đăng ký kết hôn lại càng phải cẩn thận. Tuy nhiên, câu chuyện nhầm lẫn của một nam thanh niên mới đây khiến cộng đồng mạng bật cười. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được gần 1 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải. Trong clip, nam thanh niên cùng bạn gái đã xuất hiện ở cơ quan chức năng để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Thế nhưng không biết vì tâm trạng lo lắng, bồi hồi hay vì gấp gáp muốn cưới vợ mà nam thanh niên đã nhầm lẫn khi ký vào giấy đăng ký của một cặp đôi khác. Ngay sau khi nhận ra tờ đăng ký kết hôn của mình vừa ký không có tên bạn gái, nam thanh niên tỏ ra vô cùng bối rối. Anh nói giọng run run cầu cứu nhân viên ở đó. Chị ơi, em ký nhầm tờ của người khác rồi. Trái với sự lo lắng của nam thanh niên, cô gái bên cạnh bật cười vô cùng thích thú. Trong khi người nhân viên vẫn tỏ ra bình tĩnh hướng dẫn cho hai người. Lúc này nam thanh niên không thể giữ thái độ hòa nhã. Anh liên tục nhìn tờ đăng ký và hỏi với vẻ mặt hoang mang. Chị ơi, em ký nhầm thì em có bị mất vợ không ạ? Câu hỏi ngây thơ của nam thanh niên khiến người yêu của anh và nhân viên làm thủ tục không nhịn được cười to. Trong khi đó anh cũng ý thức được thắc mắc của mình không ổn lắm nên cũng mỉm cười ngại ngùng. Sau khi đoạn clip được quan tâm chú ý, mọi người đều bày tỏ sự thấu hiểu với nam thanh niên. Một số netizen còn trêu chọc nam thanh niên vì sự bất cẩn nhớ đời này. Còn bạn thấy sao về pha ký nhầm giấy đăng ký kết hôn này? Bình luận cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức thú vị trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha. Thank you.